harmonic sẽ được chia làm hai loại nha các bạn, harmonic tự nhiên và harmonic nhân tạo. Đối với harmonic tự nhiên, vì sao gọi nó là tự nhiên? Thì cơ bản là tự nhiên nó hình thành như thế, và mình cũng không biết vì sao nó lại như vậy. Thì mình chỉ biết nó là tự nhiên nó có thôi. Chỉ cần các bạn thả tay đúng vị trí, thả tay đúng cái ngăn, cái chỗ mà nó phát tiếng harmonic thì tự nhiên nó kêu thôi. Chẳng hạn chỗ đây thì nó không kêu nè. Chẳng hạn chỗ đây nó không kêu nè. Chẳng hạn chỗ này không kêu nè. Nó cứ đúng ngăn nên nó kêu. Đó là harmonic tự nhiên. Còn harmonic nhân tạo tức là không phụ thuộc vào cái vị trí tự nhiên, mà nó được tạo ra bởi chủ ý của người chơi, chủ ý của mình, chủ ý mà các bạn muốn nó tạo ra. Nếu như các bạn chơi harmonic tự nhiên thì các bạn sẽ bị gò bó vào chỉ những cái ngăn này nó có, tức là cái giới hạn nốt của các bạn nó thu hẹp lại, cái phạm vi nốt nó thu hẹp lại, chỉ những nốt này mới có harmonic. Thì khi các bạn chơi harmonic nhân tạo á, các bạn có thể tự tạo ra cái nốt đó để cho nó ra cái tiếng harmonic. Nó không phải bị gò bó vào cái phạm vi của harmonic tự nhiên, giống như harmonic tự nhiên. Thì cái nhân tạo này các bạn có thể áp dụng để các bạn chơi được một bài solo hoàn chỉnh luôn, chỉ toàn harmonic cũng có. Chút nữa mình sẽ nói rõ hơn về cái harmonic nhân tạo này. Bây giờ mình nói về cái harmonic tự nhiên trước. Nếu như các bạn muốn tạo ra cái âm thanh tiếng harmonic á, thì các bạn buộc phải dùng một ngón tay dùng để chạm nhẹ vào dây, và một ngón tay các bạn rải móc hoặc là làm cái gì cũng được, miễn cho cái dây nó rung lên nó phát ra tiếng. Nhớ giới hạn của harmonic nó là hai ngón tay, một là để chạm vào dây, một là để rải dây. Các bạn có thể dùng cả hai bàn tay này các bạn, ví dụ trên cái ngăn số 12, ví dụ nha, trên ngăn số 12, ngay cái phím số 12 luôn, các bạn chạm nhẹ, đúng nghĩa đen là chạm nhẹ, một ngón để chạm nè, chạm nè, chạm nè, còn cái ngón này để rải nè, để gãy nè, đó là chơi hai tay. Nếu như các bạn chơi một tay thì cũng phải dùng một ngón để chạm và một ngón để các bạn gãy. À không, dùng ngón này cũng được hoặc dùng ngón này cũng được nha các bạn, miễn là thuận mà các bạn vừa chạm vừa gãy, chạm xong gãy xong thả ra đồng thời. Hai cái này, hai hành vi này nó xuất hiện cùng một lúc nha, xuất hiện cùng một lúc và nó kết thúc cùng một lúc. Thì các bạn chạm như thế này, cái này gãy nè, cái này chạm nè, chạm nè, gãy nè, chạm nhẹ, nhẹ nhàng, mình nhẹ nhàng thôi, không thích bạo lực. Đó là cái lưu ý thứ nhất, chạm và gãy cùng một lúc, đồng thời kết thúc một lúc và bắt đầu cùng một lúc nha các bạn. Nếu như các bạn chạm và các bạn gãy mà nó không, các bạn không chịu thả cái này ra, nó cũng có tiếng nhưng mà nó bị đùi các bạn, nó không có vang. Các bạn thả ra nè, tiếng nó vang không, còn các bạn giữ nè, nó bị đùi không. Đó là cái lưu ý đầu tiên, chạm nhẹ, chạm khác ấn. Cái lưu ý thứ hai chính là khi các bạn chơi harmonic á, các bạn phải chơi ngay trên vị trí cái phím của nó. Ví dụ như phím số 12 thì các bạn sẽ chơi ngay cái phím số 12. Phím nó khác ngăn nha các bạn, ngăn nè, ngăn nè. Đây là phím nè, đây là cái phím, đây là cái ngăn. Ví dụ như các bạn mà bấm cái nốt pha ban đầu đi, bấm cái dây này nó pha đi, thì thực chất cái dây của các bạn nó đang cạ vào cái phím số 1 để nó tạo ra cái nốt pha. Thì ngay cái phím này người ta gọi là nốt pha. Cái ngăn là cái để các bạn bấm thôi, cho nó chạm vào cái phím thôi. Đó, khi các bạn chơi harmonic thì các bạn đâu có chạm, đâu có ấn đâu đúng không? Các bạn chỉ chạm nhẹ vào thôi. Thì bắt buộc các bạn phải chạm ngay trên cái phím muốn nó tạo ra cái nốt. Chẳng hạn cái này là nốt mí đi, muốn nó tạo ra nốt mí thì các bạn phải chạm ngay trên cái phím số 12 thì nó mới tạo ra được cái nốt mí, đúng không? Mi nè. Đó, còn các bạn chạm ngay giữa đây nó cũng được, nhưng mà tiếng nó không có vang, nó cũng bị đuôi các bạn. Còn chạm ngay phím nè, chạm ngay ngăn nè, phím nè. Đó, đó là cái cách để các bạn tạo ra cái tiếng harmonic. Trong cái harmonic tự nhiên, các bạn để ý một số ngăn như là ngăn số 12, ngăn
số 19, ngăn số 24. Đây là những ngăn dễ phát ra tiếng harmonic. Không, đây là những ngăn phát ra tiếng harmonic tự nhiên các bạn sẽ dùng rất là nhiều. Và đặc biệt là từ ngăn số 12 và ngăn số 7 dùng nhiều lắm, ngăn số 5 nữa. Còn ngăn số 19 và ngăn số 24 là trường hợp thay thế. Vì sao gọi là thay thế? Bây giờ nói nè, các bạn sẽ cho cái ngăn số 12 làm cái đối xứng, đúng không? Các bạn sẽ đi harmonic trên ngăn số 12 trước nè, chờ harmonic ngăn số 7 nè, harmonic ngăn số 19 nè, 19, 7 nghe giống nhau không? Cao độ giống nhau. Số 7 nè, số 19 nè, cao độ giống nhau. Còn harmonic trên ngăn số 5 nè các bạn, ngăn số 24 nè, cao độ giống nhau. Như vậy thì ngăn số 12 chính là trục đối xứng, ngăn số 7 và ngăn số 19 cao độ giống nhau, ngăn số 5 và ngăn số 24 giống nhau. Thì các bạn chỉ cần áp dụng một mí thôi. Bắt đắc dĩ đi thì các bạn sẽ dùng số 19 và số 24 nha. Nếu mà các bạn dùng trên này á, những đàn mà nó không có cái dạng như thế này á, các bạn buộc phải dùng một tay, tại vì không có cái khuyết như thế này thì các bạn khó chạm vào lắm, chạm nó hơi bị kỳ, các bạn dùng tay này cho nó lẹ. Đối với cái vấn đề các nốt của harmonic tự nhiên như thế nào thì bây giờ nói luôn, các bạn sẽ có vị trí các nốt dây buông là gì? Mì là re son si mi, đúng không? Mì là re son si mi. Thì các nốt trên ngăn số 12 của các bạn nó cũng là mì là re son si mi, nhưng mà nó cao hơn các nốt dây buông một quãng tám. Các bạn sẽ có nè, mì là re son si mi, nó cao hơn các nốt dây buông một quãng tám. Vậy thì harmonic trên ngăn số 12 cao độ trùng với vị trí bấm tiếng đàn của ngăn số 12 luôn, tức là cái này là nốt mí, các bạn bấm vô cái này là nốt mí, thì harmonic các bạn dùng ngay trên phím 12 nó cũng là nốt mí, cao độ trùng nhau. Và khi các bạn tăng cao độ lên càng gần về phía đầu cần đàn thì cái cao độ nó sẽ tăng lên, tức là đây là mí, đây là xí, nghe nó cao hơn đúng không? Tức là cao độ nó sẽ tăng dần về đây hoặc là tăng dần về đây. Cái này là trục harmonic, cái này là cái cao độ thấp nhất. Vậy thì các nốt trên ngăn số 12 chính là các nốt của ngăn số 12 luôn. Các nốt harmonic trên đây chính là các nốt của ngăn số 12 luôn, cao độ bằng nhau luôn, cũng là các nốt như vậy. Các nốt harmonic trên ngăn số 7 chính là các nốt của ngăn số 7 luôn nha các bạn. Ví dụ như đây nó có nốt C nè, mình có cái này là nốt mi nè, la, re, pha thang, xí. Thì các nốt harmonic cũng chính là nốt si, mi, la, re, pha thang, xí, nhưng nó cao hơn các nốt trên ngăn số 7 một quãng tám. Đây là mi, cái này là xí, cái này là si, cái này là xí. Nghe nó chưa phân biệt được đúng không các bạn? Nhưng mà thực chất là cái này là bằng cao độ nè, cái này là cao hơn nè. Nhớ cái này là harmonic nó sẽ cao hơn các nốt trên ngăn số 7 một quãng tám. Còn các nốt harmonic trên ngăn số 5 nó không phải là các nốt trùng với vị trí bấm ngăn số 5 đâu các bạn. Nó chính là các nốt giống với các nốt dây buông luôn. Mình có mì, la, re, son, si, mi. Thì các nốt trên ngăn 5 cũng là mì là re son si mi, nhưng mà nó cao hơn dây buông tới 2 quãng 8, tức là nó cao hơn ngăn số 12 1 quãng 8. Nó là đây nè, cái này thấp hơn cái này. Các nốt này chính là các nốt này. Các nốt của ngăn số 5 cũng là mì là re son si mi, của 12 cũng là mì là re son si mi, nhưng mà harmonic của ngăn 5 nó cao hơn ngăn số 12 một quãng 8, tức là nó cao hơn vị trí các dây buông 2 quãng 8. Nhớ nha, cái này sẽ là cái mà các bạn chơi nhiều, ứng dụng nhiều các bạn mới nhớ được, còn không thì phải tập nhiều cho nó thuộc lầu luôn thì mới chơi được. Đối với harmonic nhân tạo thì nó cũng dựa trên các quy tắc bấm giống như harmonic tự nhiên nha các bạn,
Nhưng nó nhân tạo ở chỗ đó là các bạn sẽ không phải bấm các ngăn 5-72 mà các bạn phải tự tạo ra ngăn. Khi mà các nốt nào các bạn tạo ra mà bấm lệch khỏi ngăn 5-72, đó chính là harmonic nhân tạo. Tức là tay trái các bạn vừa đi hợp âm để cho nó hoàn thành cái câu solo, và tay phải các bạn cũng vừa đi harmonic. Tức là mình không phải bắt tay trái làm cái nhiệm vụ bấm harmonic nữa, mà tự tay phải sẽ bấm để cho tay trái nó có cái để nó bấm hợp âm, nó tạo ra cái câu solo nữa. Mình chẳng hạn như các bạn đi harmonic nhân tạo như thế này đi. Sao cho nó kêu hết 6 giây trên ngăn trên phím số 12 trước nè. Phím số 7 nè. Phím số 5 nè. Và nhớ một cái nữa, lưu ý một cái nữa, đó là cái phím số 5 là cái phím nó hên xui. Mình thấy hên xui lắm, chắc là do mình không biết là các bạn sao. Mà lúc mình bấm nó kêu, lúc mình bấm nó không kêu. Giờ nó kêu nè. Đó, các bạn làm sao các bạn bấm cho nó kêu hết các vị trí 12, 7, 5. Hoặc là vui vui tập thêm 19 cũng được. Vui vui tập thêm 24 cũng được. Bài tập thứ 2 của harmonic tự nhiên thì các bạn sẽ tập theo bài này nha. Các bạn theo dõi vào tab. Còn về phần harmonic nhân tạo á, các bạn tập bước đầu tiên á, bằng cách là các bạn sẽ làm quen với hai ngón tay, một cái vừa chạm, một cái vừa móc, tức là chạm nhẹ. Chạm nè. Kêu hết 6 giây trên ngăn 12 trước cái đàn. Ngăn số 7. Ngăn số 5. Ngăn số 19. Ngăn số 24. Bài số 2 để tập làm quen với harmonic nhân tạo, các bạn sẽ tập cái vòng canon. Canon các bạn chuyển như thế này đúng không? Son nè. La thứ nè. Mi thứ. Pha trưởng, dùng pha trưởng 7 đi. Hoặc là đô trưởng. Và quay lại đô trưởng. Rê thứ. Son trưởng. Sẽ tập harmonic bằng cách các bạn bass các bạn đi bình thường, bass vẫn đi bình thường, các nốt còn lại các bạn dùng harmonic, tức là đô nè, son nè, la, mi, fa, đô, thì sau này mình sẽ ứng dụng nó rất là nhiều. Một số trường hợp các bạn chơi, các bạn có thể thích quá, các bạn chơi nguyên bài toàn harmonic luôn cũng có nữa nha. Thì đây là toàn bộ những cái gì mà mình biết về harmonic.
mình vừa chia sẻ với các bạn. Và nếu như các bạn thấy cái clip của mình nó giúp ích cho các bạn trong vấn đề tập luyện guitar, cũng như giúp các bạn có thêm động lực và cảm hứng tập guitar, thì các bạn cho mình một like. Mình nói hết rồi, cảm ơn các bạn.